À, hiện tại bây giờ thì em đang lên xe, em giao cái con đực cách manh lớn này về cho anh đỡ ngã ba bồ đồn của Trung Mít Tây Ninh của mình nhau giống vậy ha. Bữa sáng thì anh có gọi em xuống ngay hỏi con bồ này á, thì anh chốt rất là nhanh nha chị ha. Đó thì bây giờ thì em sẽ nhờ chú tài xế bên kênh các em ha, là sẽ đóng cửa lại và lên xe và giao đến tận nhà cho anh nha chị ha. Hello, xin chào cô chú anh chị mình An. Thì để trở lại với chương trình các em vào buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ cập nhật hình ảnh cho anh chị mình chính là một bộ mẹ con cái xin đẹp bò và một con bò cái xin tàn lớn tháng nha chị ha. Bây giờ em sẽ quay quẹn bò mẹ nè. Bò mẹ này thì sái mặt, sái lưng nó là nghiêm chỉnh nè, mông đít cậy đuôi hoa đều hoàn thiện nha. Và con bò mẹ này thì nó có vàng rúng nó đẹp như vậy ha, rúng bản chèn, bầu sữa thì hết biết nè chị ha, bốn nhú đều anh chị, giò cẳng ha. Con bò này thì anh chị mình quan sát nè, lông da nó đem quan sát thì con bò mẹ này lông da đẹp như vậy ha, lông da sát rạc và đỏ mặt nha. Con bò mẹ này thì giò cẳng trước sau em quan sát thì chân móng sò hoàn thiện nè, không tặc lỗi bú giò bú cẳng ha, và bốn vàng chân nó là có kiền khú đen hết anh chị ha. Con bò mẹ này thì nó thuộc dạng là bò tơ nha anh chị ha, đang con là con bò cái xin là lứa đầu luôn nha anh chị ha. Đó rất là đẹp bò nha anh chị. Con bò mẹ này thì anh chủ nhà có nói với em thì anh đã gieo tinh lại 3B rồi anh chị ha, gieo được 2 tháng bò rồi anh chị ha. Đó thì giờ anh chị mình canh bò và theo dõi thêm lại giúp em nha anh chị ha. Nói chung là cái bò mẹ con này thì nó không có tặc lỗi gì hết anh chị ha, xá tích giò cẳng chân móng dậu yếm rúng hoa bóm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị ha. Đó. Và con bò mẹ này thì nó có len một đường nha anh chị ha, nó có len nằm ngay hai hai giữa đầu trước anh chị ha. Đó, yếm rúng thì rất là đầy đủ nha anh chị, mẹ con này rúng y nhau anh chị ha, rúng yếm giò cẳng ha, y nhau anh chị, con thì cũng có kiền khú đen vậy không đó. Đó. Thì con bò mẹ này thì em đo ngay sái lưng của nó nha anh chị ha, là nó cao là 1m26 cho đến là 1m27 bò nha anh chị ha. Bò mẹ thì nó cũng thuộc dạng là lớn con nha anh chị ha. Thì con bò mẹ này thì nó mới đẻ con à. Đó. Đây là cái tàn sau này nó đẻ tầm khoảng 2-3 con chị, nó tàn nở rồi rất là đẹp nha chị ha. Hai bên vậy ha, lông da sát rẹt rất là đẹp nha chị ha. Nó đu thì đu dài đó chị ha. Và cái bò mẹ con bò cái này thì em bán về cho những anh chị mình mới kết hôn nè, mới cất nhà và riêng anh chị ha. Hai vợ chồng mình mua cái bò mẹ con này mình đem về nuôi sinh sản lâu dài được nha anh chị ha. Tại vì nó đang dẫn là con bò cái xin luôn. Và bò mẹ này thì mới bẻ một đôi răng, nó còn tơ ngay nha chị ha. Nè anh chị thấy bò cái không? Xá tích là nghiêm chỉnh ha. Mà lưng cái con bò con này thì nó thuộc dạng là lưng đôi nha chị ha, đòn thì dài, mông đít thì mầm, cậy đuôi to, hoa đen lớn nha. Rúng yếm giò cẳng chân móng thì nó y chang con bò mẹ luôn chị ha. Đã móng thì móng kiền khú đen nè, móng sò, rúng thì rúng chèn y mẹ luôn anh chị ha. Mà cái con bò cái xin con này uống mài à. Tại vì cái con bò mẹ này nó mát sữa lắm nha chị ha. Bò mát sữa nó đẻ được con chị ha, uống mài rất là đẹp bò nha chị ha. Lông da nó thì lông da đỏ giống mẹ nha chị ha, rất là đẹp bò luôn. Thì cái con bò cái con này thì em đo ngay sái lưng của nó nha chị ha, là nó cao gần mét bò nha chị ha, cao gần mét bò và được gần 5 tháng bò luôn nha chị. Cái bò mẹ con này thì em sẽ báo giá cho chị mình luôn ha, với mức giá là 29 triệu nha chị ha. 29 triệu cho cái bò mẹ con cái tơ đó, đang con là con bò cái xin, mà mẹ thì anh chủ nhà cũng đã gieo tinh là bơm lại 3B gần 2 tháng rồi nha chị ha. Đó, hoàn toàn là nghiêm chỉnh hết nha anh chị ha. Và những anh chị mình muốn mua cái bò mẹ con này mình đem về chăn nuôi thì anh chị mình cứ nhanh tay và liên hệ số điện thoại cho em ha. Em sẽ giao bò mẹ con này đến tận nhà, tận chuồng cho cô chú anh chị mình ha. Và cái bò mẹ con bò cái này thì em bán về cho cô chú anh chị mình gần xa đem về nuôi ha. Thì em sẽ bảo hành là bao lồi lú cho anh chị là 5 tháng sau này nha anh chị ha. Bò này thì em bán về chỉ duy nhất là độc quyền trên kênh các em mới được bảo hành nha anh chị ha. Còn anh chị mình muốn ngoài hoặc mua ở kênh khác thì người ta sẽ không bao giờ bao cho anh chị đâu nha. Đó. Bây giờ em sẽ quay về con bò cái chữa tàn lớn số 2 cho anh chị coi ha. Con bò cái chữa này thì nó khung tàn rất là to nha anh chị ha. Cặp mình lớn nè, sái mặt thì nghiêm chỉnh nè, sái lưng cũng nghiêm chỉnh luôn, đòn thì dài, mông đùi thì hoàn thiện ha. Cậy đuôi to, hoa đen thì lớn nha. Rúng con bò chữa này thuộc dạng rúng chèn, bốn nhú đều. Đó, chân móng trước sau thì con bò này thì nó chân to, giò dài, chân bự nha anh chị ha. Và móng nó lại là móng sò, cặp mình nó vậy ha, cái dàn xương chậu nó rất là lớn nha chị ha, cặp mình nó nở nha chị ha, có gu nè. Con bò này thì nó cũng thuộc dạng là bò tơ mới đẻ một con nha chị ha. Đó, mới đẻ một con và nó đang gom bầu lại lứa hai nha chị ha. Con bò này thì nó đang chữa là bò kem Pháp nha cô chú anh chị ha, dòng bò kem nha, chữa được gần 5 tháng bò rồi nha chị ha. Và con bò này thì em bán về cho anh chị mình ha, thì em sẽ bảo hành cho anh chị là sau đây. Em bao chữa thì lúc nào anh chị mình khám cũng được nha. Em bao lồi lú cho anh chị là tới đẻ luôn, tức là em bao cho anh chị đến khi là con bò của anh chị ha mới lột giò ra anh chị ha, đẻ xong ra ha.
em sẽ bảo hành cho anh chị mình tới đẻ luôn. Đó là em bao hoàn thiện và không thật lỗi chỗ nào hết nha anh chị ha. Bò này thì chiều cao thì em đo ngay sau lưng của nó thì nó cao là 1m29 bò nha anh chị ha. Nó cao gần 1m3 bò, nó thuộc dạng là tàn nhất nha anh chị ha, khung tàn to xác nha anh chị ha. Và những cô chú gì mình đang nuôi cái dòng bò này thì anh chị biết ha, cái dòng bò cái xin dòng dầu vàng như vậy á là nó thuộc dạng là dòng bò đồng nha anh chị ha. Nó rất là dễ nuôi, dễ chăm sóc và hiền dạng nha anh chị ha. Đó, bò này thì nó đẻ thì rất là ok rồi anh chị ha. Trong các giống bò thì bò này thì đẻ rất ok nha anh chị ha, rất là dễ nuôi nha anh chị ha và phàm ăn. Đó mà đang chữa nha anh chị ha, chữa là bò kem Pháp nha anh chị ha. Và con bò này thì em có kiểm tra quầy răng nha anh chị ha, là nó mới bẻ 2 đầu răng nha anh chị ha. Con bò mẹ này thì nó còn đẻ nhiều lứa lắm nha anh chị ha, nó đẻ tầm khoảng là chục mười mấy lứa nữa nha anh chị ha, nó mới già được nha anh chị ha. Em sẽ báo giá cho anh chị mình luôn nha, là cái con bò cái chữa lớn tàn này đang chữa là dòng kem Pháp được gần 5 tháng này, anh chủ nhà bán về cho anh chị mình với mức giá là 27.500.000 nha anh chị ha. 27.500.000 cho cái con bò cái chữa số 2 này. Thì những cô chú anh chị mình đang cần đó những cái con bò cái giống tốt bự con thế này hoặc bò mẹ con thì anh chị mình cứ nhanh tay và liên hệ trực tiếp với em để chúng ta là sở hữu được bò mẹ con hoặc con bò cái chữa này về nhà của mình nha anh chị ha. Anh chị mua hết thì em sẽ bao xe cho anh chị mình trong phạm vi là 100 cây luôn nha.